Chào mừng bạn đến với sách tóm tắt. Bạn thân mến, bạn có bao giờ tự hỏi tại sao có những người luôn dễ dàng đạt được thành công và sống một cuộc đời viên mãn, trong khi người khác lại liên tục đối mặt với khó khăn và thất bại? Bí mật nằm ở những quy luật chi phối cuộc sống mà ít ai thực sự hiểu rõ. Trong video hôm nay, mình sẽ tóm tắt cuốn sách 23 quy luật của cuộc sống, một cuốn sách không thể bỏ qua nếu bạn muốn làm chủ cuộc đời mình. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những nguyên tắc nền tảng giúp bạn thay đổi cách nhìn nhận về thế giới và cách bạn đưa ra quyết định. Nếu bạn sẵn sàng nắm bắt những quy luật phổ quát để vươn tới thành công và hạnh phúc thực sự, hãy ở lại cùng mình và bắt đầu hành trình này ngay bây giờ. Chương 1. Quy luật nhân quả. Trong bức tranh toàn cảnh của cuộc sống, mỗi sợi chỉ đều kết nối với nhau, tạo nên những hoa văn phức tạp và đẹp đẽ. Thiết kế tinh tế này được điều khiển bởi các nguyên tắc cơ bản chi phối cuộc sống của chúng ta. Trong số đó, quy luật nền tảng nhất chính là quy luật nhân quả. Quy luật này khẳng định rằng mọi hành động đều tạo ra một phản ứng tương ứng. Đây là nguyên tắc cơ bản chi phối sự vận hành của vũ trụ và mở rộng ảnh hưởng đến cả những khía cạnh siêu hình trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Quy luật nhân quả không chỉ là một khái niệm để hiểu, mà là một nguyên tắc cần phải được nắm vững. Khi nhận thức được sự hiện diện của quy luật này trong mọi khía cạnh của cuộc sống, chúng ta sẽ thấy rõ sức mạnh của mình trong việc định hình số phận. Mỗi quyết định dù nhỏ bé đến đâu đều khởi động một chuỗi sự kiện đan kết tương lai từ chất liệu của hiện tại. Hãy tưởng tượng việc gieo một hạt giống xuống đất màu mỡ. Khi được cung cấp đủ nước và ánh sáng, hạt giống sẽ phát triển thành một cây. Quá trình này không phải là phép màu, mà là một loạt các phản ứng bắt nguồn từ hành động gieo trồng. Tương tự, những suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta là những hạt giống được gieo trồng trong cuộc đời. Hành động tích cực thường mang lại kết quả tích cực, trong khi hành động tiêu cực thường dẫn đến những kết quả không mong muốn. Để nắm vững quy luật nhân quả, trước hết, chúng ta cần nhận thức sâu sắc về hành động của mình và động cơ đằng sau chúng. Điều này đòi hỏi sự tự phản tỉnh và trung thực với chính bản thân. Tuy khó khăn nhưng lại cần thiết cho sự phát triển cá nhân, bằng cách hiểu rõ những nguyên nhân mà chúng ta tạo ra, chúng ta có thể dự đoán và ảnh hưởng đến những kết quả mà chúng sinh ra. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận ra rằng, trong khi chúng ta có thể kiểm soát hành động của mình, chúng ta không phải lúc nào cũng kiểm soát được hậu quả. Vũ trụ là một mạng lưới kết nối rộng lớn, và hành động của chúng ta có thể có những tác động xa hơn khả năng nhận thức của chúng ta. Tuy nhiên, bằng cách hành động có mục đích và ý thức, chúng ta có thể điều chỉnh bản thân theo quy luật nhân quả để tạo ra sự hài hòa và mãn nguyện trong cuộc sống. Về mặt thực tiễn, việc nắm vững quy luật này bắt đầu từ những quyết định nhỏ hàng ngày, chọn lòng tốt thay vì thờ ơ, hành động thay vì trì hoãn, biết ơn thay vì đòi hỏi. Mỗi lựa chọn không chỉ quyết định chất lượng của một ngày, mà còn định hình hướng đi của tương lai. Quy luật nhân quả dạy chúng ta rằng chúng ta là kiến trúc sư của số phận, là người xây dựng hạnh phúc và là tác giả của cuộc đời mình. Khi chúng ta đi qua 23 quy luật của cuộc sống, hãy nhớ rằng quy luật nhân quả là nền tảng của tất cả các quy luật khác. Nó nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không phải là những người quan sát thụ động trong vũ trụ, mà là những người tham gia tích cực, có khả năng định hình cuộc sống và thế giới xung quanh. Chương 2. Quy luật hấp dẫn. Dựa trên nền tảng của quy luật nhân quả, chúng ta tiếp tục khám phá một nguyên tắc phổ quát khác hướng dẫn cuộc sống của chúng ta. Quy luật hấp dẫn. Quy luật này cho rằng những gì tương tự sẽ thu hút nhau, nghĩa là năng lượng mà chúng ta phát ra qua suy nghĩ, cảm xúc và hành động sẽ thu hút năng lượng tương tự trở lại với chúng ta. Quy luật này gợi ý rằng thực tại hiện tại của chúng ta là phản ánh trạng thái nội tâm, và bằng cách thay đổi trạng thái đó, chúng ta có thể thay đổi cuộc sống của mình.
quy luật hấp dẫn hoạt động dựa trên nguyên tắc rằng mọi thứ trong vũ trụ đều là năng lượng rung động ở các tần số khác nhau. Suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta cũng không ngoại lệ. Chúng cũng phát ra các rung động, thu hút năng lượng cùng loại. Khi chúng ta tập trung vào những kết quả tích cực, chúng ta phát ra các tần số có khả năng thu hút kết quả tích cực. Ngược lại, việc chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực có thể mang lại những hoàn cảnh không mong muốn. Để nắm vững quy luật hấp dẫn, trước hết cần phải phát triển sự nhận thức về suy nghĩ và cảm xúc của mình. Đây không phải là điều dễ dàng vì nó đòi hỏi sự cảnh giác liên tục và khả năng định hướng, sự tập trung một cách có chủ đích. Tuy nhiên, phần thưởng là rất lớn. Bằng cách chọn lựa có ý thức những suy nghĩ tích cực và nâng cao, chúng ta có thể bắt đầu biến đổi cuộc sống của mình từ bên trong. Hình dung là một công cụ mạnh mẽ khi làm việc với quy luật hấp dẫn bằng cách tạo ra một hình ảnh tinh thần sống động về kết quả mong muốn. Chúng ta tăng cường năng lượng rung động mà chúng ta gửi vào vũ trụ. Kỹ thuật này không chỉ là suy nghĩ ước mong mà còn là việc đồng điệu năng lượng của chúng ta với những mục tiêu và khát vọng. Đó là việc nhìn thấy tiềm năng của cuộc sống và tin tưởng vào khả năng đạt được nó. Một khía cạnh quan trọng khác của quy luật hấp dẫn là lòng biết ơn. Lòng biết ơn làm gia tăng năng lượng tích cực và thu hút nhiều điều tốt đẹp hơn vào cuộc sống của chúng ta. Bằng cách trân trọng những gì mình đã có, chúng ta mở lòng đón nhận thêm nhiều sự phong phú, tình yêu và thành công. Nó chuyển sự chú ý của chúng ta từ những gì thiếu thốn sang những gì chúng ta đang sở hữu, tạo ra một vòng tuần hoàn năng lượng tích cực, thu hút thêm nhiều điều may mắn. Tuy nhiên, quy luật hấp dẫn không phải là một chiếc đũa thần, nó đòi hỏi hành động và sự tham gia, trong khi suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta đặt ra tần số rung động. Chính hành động của chúng ta mới biến những khát vọng thành hiện thực. Vũ trụ phản ứng với năng lượng của chúng ta, nhưng cũng yêu cầu chúng ta thực hiện những bước tiến tới mục tiêu. Quy luật này dạy chúng ta rằng, mặc dù chúng ta có khả năng ảnh hưởng đến cuộc sống thông qua tần số rung động, nhưng chỉ qua nỗ lực và sự kiên trì, ước mơ của chúng ta mới trở thành hiện thực. Chương 3. Quy luật chuyển hóa, năng lượng liên tục. Cốt lõi của quy luật này nằm ở việc hiểu rằng mọi thứ trong vũ trụ luôn thay đổi không ngừng, biến đổi từ dạng năng lượng này sang dạng năng lượng khác. Quá trình chuyển hóa này là vĩnh viễn, ảnh hưởng đến suy nghĩ, cảm xúc và cả thế giới vật chất xung quanh chúng ta. Nó dạy chúng ta rằng năng lượng của suy nghĩ có thể trở thành hiện thực nếu được điều kiện và hành động đúng đắn. Để khai thác sức mạnh của quy luật chuyển hóa năng lượng liên tục, trước tiên chúng ta cần hiểu rằng suy nghĩ của mình không chỉ là phản ánh thực tại mà còn là bản thiết kế tạo nên thực tại đó. Những suy nghĩ và niềm tin liên tục của chúng ta định hình năng lượng xung quanh, dần dần mang đến sự tồn tại. Những gì ta tập trung vào, dù là có ý thức hay vô thức, ứng dụng thực tế của quy luật này bắt đầu từ sự chú tâm và ý định. Bằng cách nhận thức rõ hơn về các mô thức suy nghĩ của mình và cố ý chọn lựa suy nghĩ tích cực, xây dựng, chúng ta khởi động quá trình biến đổi những suy nghĩ đó thành hiện thực. Quá trình này giống như việc gieo trồng một khu vườn trong tâm trí, nơi những hạt giống suy nghĩ, nếu được nuôi dưỡng bằng niềm tin và hành động, có thể phát triển thành những kết quả cụ thể trong cuộc sống. Hình dung đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Hình dung là một phương pháp mạnh mẽ để thúc đẩy sự chuyển hóa năng lượng. Bằng cách hình dung mục tiêu của mình như đã được đạt được, chúng ta không chỉ củng cố niềm tin vào sự hiện thực hóa của chúng mà còn chủ động tham gia vào việc định hình năng lượng để biến những mục tiêu đó thành hiện thực. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải thừa nhận rằng quy luật này hoạt động trong khuôn khổ của trật tự, tự nhiên và thời gian. Việc chuyển suy nghĩ thành dạng vật chất không xảy ra ngay lập tức mà đòi hỏi sự kiên nhẫn, bền bỉ và niềm tin vào quá trình. Vũ trụ có thời gian riêng của nó và nhiệm vụ của chúng ta là giữ vững sự tập trung vào ý định, cho phép quá trình
chuyển hóa năng lượng tự nhiên diễn ra. Hơn nữa, quy luật chuyển hóa năng lượng liên tục còn dạy chúng ta về trách nhiệm, vì suy nghĩ của chúng ta có sức mạnh định hình thực tại. Chúng ta phải chịu trách nhiệm về năng lượng mà mình đưa vào thế giới. Những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực cũng có thể dễ dàng biến thành những kết quả tiêu cực. Nhấn mạnh sự cần thiết phải luôn cẩn trọng và duy trì sự tích cực trong nội tâm. Tóm lại, quy luật chuyển hóa năng lượng liên tục mang đến cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về sức mạnh sáng tạo của suy nghĩ và bản chất hoạt động của vũ trụ. Bằng cách hiểu và áp dụng quy luật này, chúng ta học được rằng mình không chỉ là những người quan sát thụ động trong cuộc sống, mà còn là những người tham gia tích cực, có khả năng định hình cuộc sống thông qua năng lượng của suy nghĩ và ý định của mình. Chương 4. Quy luật không chống cự. Quy luật không chống cự khuyến khích chúng ta sống hòa hợp với những sự kiện trong cuộc đời thay vì đối đầu hoặc chống lại chúng. Quy luật này dựa trên hiểu biết rằng sự chống cự thường làm trầm trọng thêm những thách thức mà chúng ta phải đối mặt, trong khi việc chấp nhận và linh hoạt có thể dẫn đến sự dễ dàng và giải pháp. Nó dạy chúng ta rằng bằng cách không chống lại dòng chảy tự nhiên của các sự kiện, chúng ta có thể tiếp cận một dòng chảy của sự bình an và năng suất, vượt qua những thay đổi của cuộc sống với sự duyên dáng và kiên cường. Cốt lõi của quy luật không chống cự nằm ở việc nhận ra rằng cuộc sống là một chuỗi sự kiện và hoàn cảnh, một số trong tầm kiểm soát của chúng ta và nhiều thứ ngoài tầm kiểm soát. Bằng cách chấp nhận những gì chúng ta không thể thay đổi và tập trung năng lượng vào những gì chúng ta có thể tác động, chúng ta có thể bảo toàn năng lượng sống còn của mình và luôn sẵn sàng tiếp nhận, hướng dẫn trực giác và các giải pháp sáng tạo. Phương pháp này không ngụ ý sự thụ động, mà là sự tham gia chủ động vào cuộc sống từ một nơi của sức mạnh nội tâm và sự bình tĩnh. Để áp dụng quy luật này, chúng ta cần nuôi dưỡng sự tỉnh thức và nhận thức về bản thân, nhận ra phản ứng thân thuộc của mình trước căng thẳng và thách thức. Sự nhận thức này cho phép chúng ta dừng lại và chọn phản ứng một cách có ý thức, chọn những phản ứng phù hợp với lợi ích cao nhất của chúng ta và dòng chảy của cuộc sống. Nó đòi hỏi sự tin tưởng sâu sắc vào quá trình của cuộc sống, hiểu rằng mỗi trải nghiệm, ngay cả những trải nghiệm có vẻ tiêu cực, đều có mục đích và mang lại cơ hội cho sự phát triển. Ứng dụng thực tế của quy luật này có thể biến đổi cách chúng ta tiếp cận xung đột, thách thức và thay đổi. Thay vì đối mặt với nghịch cảnh bằng sức mạnh, chúng ta học cách vượt qua nó bằng sự linh hoạt và cởi mở, tìm kiếm con đường ít đối kháng nhất. Điều này có thể đồng nghĩa với việc thay đổi cách nhìn về một vấn đề, tìm kiếm sự hài hước trong tình huống khó khăn, hoặc đơn giản là buông bỏ nhu cầu kiểm soát mọi kết quả. Hơn nữa, quy luật không chống cự khuyến khích chúng ta khám phá những con đường thay thế và các giải pháp sáng tạo bằng cách từ bỏ những kỳ vọng cứng nhắc và chấp nhận những khả năng mới. Chúng ta thường thấy rằng những gì tưởng chừng là trở ngại thực ra là những bước đệm đến các cơ hội và hiểu biết mới. Quy luật này cũng mở rộng đến các tương tác của chúng ta với người khác, khuyến khích sự hài hòa và hiểu biết thay vì xung đột và đối kháng. Bằng cách chọn không chống lại các quan điểm trái ngược mà lắng nghe và tham gia với một tâm trí cởi mở, chúng ta nuôi dưỡng các mối quan hệ và tìm được điểm chung làm phong phú thêm các mối quan hệ và cộng đồng của mình. Về bản chất, quy luật không chống cự mang đến con đường dẫn đến một cuộc sống bình yên và trọn vẹn hơn, dạy chúng ta sức mạnh của việc hòa mình với dòng chảy của sự tồn tại thay vì bơi ngược dòng. Nó nhắc nhở chúng ta rằng trong sự chấp nhận của những gì đang xảy ra, chúng ta tìm thấy sức mạnh và sự linh hoạt để vượt qua những thử thách của cuộc sống một cách dễ dàng và đón nhận bản chất luôn thay đổi của cuộc sống với trái tim và tâm trí cởi mở. Chương 5. Quy luật hy sinh. Quy luật hy sinh nhấn mạnh một sự thật cơ bản về sự phát triển: để đạt được điều gì đó có giá trị lớn hơn, chúng ta phải sẵn sàng từ bỏ những thứ có giá trị nhỏ hơn.
quy luật này khẳng định rằng để tiến bộ và đạt được mục tiêu cao hơn, ta cần phải từ bỏ những thói quen, sự gắn bó và sự thoải mái hiện tại. Bản chất của quy luật này nằm ở việc hiểu rằng hy sinh không phải là mất mát, mà là sự trao đổi chiến lược, đó là về việc ưu tiên những giá trị của mình và đưa ra những quyết định có ý thức, phù hợp với khát vọng cao nhất. Quy luật này dạy rằng, để đạt được thành tựu quan trọng, ta cần có sự cống hiến, kỷ luật và đôi khi là sự sẵn lòng từ bỏ những niềm vui tức thời. Để đạt được sự thỏa mãn lâu dài, để áp dụng hiệu quả quy luật hy sinh, chúng ta cần phải rõ ràng về mục tiêu và những giá trị dẫn dắt mình. Sự rõ ràng này giúp chúng ta xác định những gì mình sẵn sàng từ bỏ hoặc buông bỏ để theo đuổi ước mơ. Điều đó có thể là hy sinh thời gian rảnh để xây dựng sự nghiệp, từ bỏ một số hoạt động xã hội để tập trung vào phát triển cá nhân, hoặc chấm dứt những mối quan hệ độc hại để tạo ra một môi trường lành mạnh hơn cho sự phát triển. Thực hiện quy luật hy sinh một cách thực tế đòi hỏi ta phải đặt ra những ưu tiên rõ ràng và duy trì sự tập trung vào tầm nhìn dài hạn. Nó đòi hỏi kỷ luật để nói không với những phiền nhiễu và can đảm để đưa ra những quyết định khó khăn, đôi khi không thoải mái, nhưng lại thúc đẩy chúng ta tiến gần hơn đến mục tiêu. Quy luật này cũng nhắc nhở rằng con đường dẫn đến thành tựu được xây dựng bằng những thử thách để kiểm tra quyết tâm và cam kết của chúng ta. Hơn nữa, quy luật này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiên trì và khả năng thích ứng. Hy sinh có thể dẫn đến sự khó chịu hoặc không chắc chắn tạm thời, nhưng chúng cũng mở ra cánh cửa đến những cơ hội mới và những trải nghiệm học hỏi. Bằng cách chấp nhận sự khó chịu đi kèm với sự hy sinh, chúng ta xây dựng được sự kiên cường và có được sức mạnh cần thiết để đối mặt với những thách thức trong tương lai. Quy luật hy sinh cũng khơi dậy lòng biết ơn và sự trân trọng đối với những gì chúng ta đạt được, những nỗ lực và hy sinh trong suốt hành trình, mang đến cho những thành tựu của chúng ta ý nghĩa sâu sắc và sự hài lòng hơn, nhắc nhở rằng những thành công có giá trị hiếm khi đạt được một cách dễ dàng. Tóm lại, quy luật hy sinh là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng sự phát triển cá nhân và thành tựu thường là kết quả của những lựa chọn và hy sinh có tính toán. Nó khuyến khích chúng ta đánh giá cuộc sống một cách nghiêm túc, xác định những gì chúng ta sẵn sàng từ bỏ để đạt được ước mơ và hành động theo những giá trị sâu sắc nhất của mình. Chương 6. Quy luật buông bỏ. Quy luật buông bỏ là một nguyên tắc sâu sắc dạy chúng ta tầm quan trọng của việc buông bỏ sự gắn kết với những kết quả cụ thể, hiểu rằng con đường đến với tự do và sự thỏa mãn thật sự nằm ở khả năng của chúng ta để buông tay. Quy luật buông bỏ không có nghĩa là thiếu quan tâm hoặc đam mê với mục tiêu của mình, mà là khuyến khích chúng ta tận hưởng cuộc sống, theo đuổi ước mơ và khát vọng, nhưng vẫn mở lòng với vô vàn khả năng mà vũ trụ có thể mang lại. Bản chất của quy luật này nằm ở việc nhận ra rằng sự gắn kết của chúng ta, dù là với con người, tài sản hay kết quả, thường xuất phát từ sự sợ hãi và bất an. Những gắn kết này có thể giới hạn tầm nhìn của chúng ta, ngăn cản chúng ta nhìn thấy và nắm bắt những cơ hội vượt ra ngoài mong muốn hoặc kỳ vọng hiện tại. Bằng cách thực hành sự buông bỏ, chúng ta tạo ra một trạng thái cởi mở và linh hoạt, cho phép cuộc sống diễn ra một cách tự nhiên, theo nhịp điệu, đôi khi không thể đoán trước được của nó. Để sống theo quy luật buông bỏ, trước tiên, chúng ta phải phát triển sự tin tưởng sâu sắc vào quá trình của cuộc sống. Niềm tin này giúp chúng ta đặt ra ý định và hành động để đạt được mục tiêu mà không quá cứng nhắc về cách thức và thời điểm chúng sẽ trở thành hiện thực. Đó là việc chấp nhận sự không chắc chắn như một phần không thể thiếu của trải nghiệm con người, hiểu rằng sự không chắc chắn thường mở đường cho sự phát triển, khám phá và những cơ hội không ngờ tới. Thực hành quy luật này đòi hỏi sự nhận thức về xu hướng gắn kết của chúng ta và ý thức chọn lựa buông bỏ chúng. Nó có nghĩa là chúng ta hãy ăn mừng những nỗ lực và ý định của mình, sau đó buông bỏ sự kiểm soát đối với kết quả.
Thực hành này có thể giảm đáng kể lo âu và căng thẳng liên quan đến việc đòi hỏi những kết quả cụ thể, thay thế chúng bằng sự bình yên và tự tin vào quá trình tự nhiên của các sự kiện. Hơn nữa, quy luật buông bỏ khuyến khích chúng ta tìm thấy niềm vui và sự thỏa mãn trong hiện tại thay vì trì hoãn hạnh phúc của mình cho đến khi đạt được một thành tựu hoặc sở hữu nào đó trong tương lai. Nó dạy chúng ta rằng sự thỏa mãn thực sự đến từ bên trong chứ không phải từ hoàn cảnh bên ngoài hay tài sản. Bằng cách buông bỏ kết quả và tập trung vào hiện tại, chúng ta mở lòng để trải nghiệm cuộc sống một cách trọn vẹn hơn, trân trọng vẻ đẹp và sự phong phú của mỗi khoảnh khắc. Quy luật này cũng cải thiện mối quan hệ của chúng ta với người khác khi nó giúp ta thoát khỏi nhu cầu kiểm soát hoặc thay đổi họ. Sự buông bỏ cho phép chúng ta chấp nhận người khác như họ vốn có, nuôi dưỡng mối quan hệ sâu sắc dựa trên sự tôn trọng và tình cảm chân thành thay vì kỳ vọng và yêu cầu. Tóm lại, quy luật buông bỏ mang đến con đường dẫn đến tự do và sự thỏa mãn thật sự, mời gọi chúng ta chấp nhận sự không chắc chắn của cuộc sống với trái tim rộng mở và lòng tin tưởng. Nó khuyến khích chúng ta buông bỏ tầm nhìn hẹp hòi về kết quả cụ thể, mở rộng tầm nhìn đến những khả năng vô tận đang chờ đợi. Chương 7. Quy luật chân thật. Quy luật chân thật nhấn mạnh giá trị và sức mạnh tiềm ẩn bên trong con người thật của chúng ta. Nó cho rằng nguồn sức mạnh và sự thỏa mãn lớn nhất của chúng ta xuất phát từ việc sống đúng với bản thân thay tuân theo những mong đợi từ bên ngoài hay các chuẩn mực xã hội. Quy luật chân thật tôn vinh tính cá nhân, khuyến khích chúng ta chấp nhận và thể hiện bản chất, niềm tin và đam mê độc đáo của mình. Quy luật này cho rằng sự chân thật là nền tảng của những mối quan hệ ý nghĩa và thành tựu trong cuộc sống. Nó thúc đẩy chúng ta nhận ra và tôn trọng bản chất thật của mình, hiểu rằng sự độc đáo của mỗi người góp phần làm nên sự đa dạng và phong phú của thế giới. Sống theo quy luật chân thật nghĩa là chúng ta phải loại bỏ những chiếc mặt nạ mà mình đang mang để bảo vệ bản thân hoặc để hòa nhập, thay vào đó là dũng cảm và tự tin thể hiện con người thật của mình. Để thực hiện quy luật này, việc nhìn lại bản thân là rất quan trọng. Hành trình nội tâm này giúp chúng ta khám phá sâu hơn về những giá trị, mong muốn và mục đích sống của mình, từ đó phát triển sự tự nhận thức và chấp nhận bản thân. Nó thách thức chúng ta đặt câu hỏi về những vai trò chúng ta đang đảm nhận và những vẻ ngoài giả tạo mà chúng ta đang giữ, khuyến khích chúng ta buông bỏ những gì không thật hay bị áp đặt bởi người khác. Để áp dụng nguyên tắc này vào cuộc sống hàng ngày, chúng ta cần dũng cảm và sẵn sàng bộc lộ sự yếu đuối của mình. Nó đòi hỏi chúng ta thể hiện suy nghĩ và cảm xúc một cách chân thật, theo đuổi những đam mê mà tâm hồn ta thật sự rung động và đưa ra những quyết định phản ánh đúng con người thật của mình. Sự chân thật này sẽ thu hút những trải nghiệm, cơ hội và mối quan hệ phù hợp với bản chất của ta, làm phong phú cuộc sống bằng niềm vui và sự thỏa mãn thực sự. Hơn nữa, quy luật chân thật có ảnh hưởng sâu sắc đến các mối quan hệ giữa con người. Các tương tác chân thật xây dựng lòng tin và sự thấu hiểu, tạo nền tảng cho những mối quan hệ sâu sắc và bền vững. Khi chúng ta sống chân thật, ta cũng cho phép người khác được sống đúng với con người họ, tạo ra những không gian mà ở đó sự cởi mở và chân thật phát triển. Quy luật này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tự biểu đạt như một phương tiện để thể hiện tính chân thật qua các hoạt động sáng tạo, giao tiếp và hành vi. Chúng ta thể hiện cá nhân mình, chia sẻ góc nhìn độc đáo và đóng góp vào bức tranh chung của thế giới. Sự biểu đạt này không chỉ là để khẳng định sự hiện diện của mình, mà còn để tạo ra một tác động ý nghĩa bằng cách luôn sống đúng với bản thân. Tóm lại, quy luật chân thật là một ngọn đèn soi đường hướng chúng ta đến một cuộc sống trọn vẹn, nơi việc sống đúng với chính mình là ưu tiên hàng đầu. Nó nhắc nhở rằng món quà lớn nhất mà chúng ta có thể trao cho thế giới chính là con người chân thật của mình.
Bằng cách chấp nhận và thể hiện sự chân thật này, chúng ta sẽ mở ra cánh cửa đến những kết nối sâu sắc hơn, sự phát triển cá nhân và hạnh phúc thực sự. Chương 8. Quy luật chủ đích. Quy luật chủ đích nhấn mạnh vai trò quan trọng của ý định có chủ đích trong việc định hình thực tại và điều hướng cuộc sống. Nó cổ vũ việc định hướng một cách có ý thức về suy nghĩ, năng lượng và hành động của chúng ta để đạt được những kết quả mong muốn, nhấn mạnh rằng sống có mục đích là nền tảng để đạt được mục tiêu và biến ước mơ thành hiện thực. Cốt lõi của quy luật chủ đích là sự nhận thức rằng cuộc sống của chúng ta không chỉ là một chuỗi các sự kiện ngẫu nhiên mà là một bức tranh mà chúng ta có thể vẽ nên bằng những nét cọ có chủ đích. Quy luật này mời gọi chúng ta nắm bắt vận mệnh của mình, vạch ra con đường với sự rõ ràng và quyết tâm. Nó khuyến khích chúng ta vượt ra khỏi cuộc sống thụ động, tham gia một cách tích cực vào việc tạo dựng tương lai mà chúng ta mong muốn. Để áp dụng nguyên tắc này, chúng ta cần hiểu rõ về các giá trị cốt lõi, khát vọng và ảnh hưởng mà mình mong muốn tạo ra. Điều này bao gồm việc đặt ra những mục tiêu rõ ràng và điều chỉnh các hoạt động hàng ngày để đạt được những mục tiêu đó, đảm bảo rằng mỗi hành động đều đóng góp vào tầm nhìn rộng lớn mà ta nắm giữ cho cuộc sống của mình. Việc áp dụng quy luật chủ đích sẽ thay đổi cách chúng ta tiếp cận từng ngày. Nó buộc chúng ta sống có mục đích và tập trung đưa ra những lựa chọn có ý thức phù hợp với mong muốn sâu sắc nhất của mình. Cách tiếp cận có suy nghĩ này sẽ nâng cao trải nghiệm của chúng ta, biến các hành động hàng ngày trở thành những đóng góp có ý nghĩa cho các mục tiêu lớn hơn. Ngoài ra, quy luật này còn nhấn mạnh sức mạnh của sự hình dung và khẳng định như những công cụ để củng cố ý định của mình bằng cách tưởng tượng rõ ràng các kết quả mong muốn và khẳng định khả năng đạt được chúng. Chúng ta củng cố cam kết của mình và thu hút các nguồn lực, con người và cơ hội cần thiết để biến tầm nhìn thành hiện thực. Quy luật chủ đích cũng dạy chúng ta về tầm quan trọng của sự linh hoạt và kiên trì. Mặc dù việc đặt ra mục tiêu là rất quan trọng, nhưng việc duy trì sự cởi mở trước những thay đổi trên hành trình cho phép chúng ta đối mặt với các thách thức và cơ hội bất ngờ một cách nhẹ nhàng. Sự linh hoạt này khi kết hợp với sự kiên định trong việc theo đuổi mục tiêu sẽ mở đường cho thành công và sự thỏa mãn. Nguyên tắc này không chỉ ảnh hưởng đến thành tựu cá nhân mà còn tác động đến các mối quan hệ và đóng góp của chúng ta cho thế giới. Sống có chủ đích tạo ra cảm giác trách nhiệm và lòng hào phóng, khơi dậy cảm hứng để chúng ta thực hiện những thay đổi tích cực trong cộng đồng và hơn thế nữa. Quy luật chủ đích là ánh sáng dẫn đường, soi sáng con đường đến với một cuộc sống có mục tiêu, thành tựu và ý nghĩa. Nó nhắc nhở rằng chúng ta có khả năng tự định hình số phận của mình, khuyến khích chúng ta hành động với chủ đích và sử dụng sức mạnh ý chí để tạo ra một cuộc sống đáng sống. Chương 9. Quy luật hành động. Quy luật hành động nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện những bước đi chủ động để hiện thực hóa ước mơ và mục tiêu của chúng ta. Nó khẳng định rằng dù ý định có định hướng con đường, chỉ có hành động mới có thể biến những khát vọng thành hiện thực. Quy luật này khẳng định rằng ước mơ sẽ mãi chỉ là mơ hồ nếu không có sức mạnh của hành động để biến chúng thành hiện thực. Để hiểu quy luật hành động, ta cần nhận thức rằng tiềm năng của chúng ta chỉ được kích hoạt khi chúng ta bắt đầu hành động. Nguyên tắc này thúc giục chúng ta vượt qua sự trì hoãn hoạch định và suy nghĩ, tiến vào thực tế với những nỗ lực cụ thể. Nó là lời kêu gọi chúng ta hiện thực hóa những ước vọng, biến những hình ảnh trong tâm trí thành những thành tựu cụ thể. Để tuân theo quy luật này, chúng ta cần rèn luyện một tâm thế kiên định và bền bỉ. Điều này bao gồm việc chia nhỏ các mục tiêu lớn thành các bước hành động cụ thể, tạo ra một kế hoạch để đạt được thành tựu. Mỗi bước đi là một minh chứng cho sự cam kết của chúng ta là những viên gạch xây dựng nên tòa nhà tham vọng. Áp dụng quy luật hành động vào cuộc sống hàng ngày sẽ thay đổi cách chúng ta đối xử
với mục tiêu của mình. Nó dạy chúng ta giá trị của sự kiên trì và nhất quán, nhấn mạnh rằng tiến bộ thường được đạt được thông qua những nỗ lực tích lũy, chứ không phải qua những bước nhảy vọt duy nhất. Cách tiếp cận từng bước này giúp chúng ta hiểu rõ hành trình đến những thành tựu lớn, làm cho chúng dễ tiếp cận và quản lý hơn. Hơn nữa, quy luật này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thích nghi. Khi chúng ta tiến bước, bối cảnh của những nỗ lực có thể thay đổi, đòi hỏi chúng ta phải điều chỉnh chiến lược. Trong khi vẫn duy trì động lực tiến về phía trước, sự linh hoạt này giúp chúng ta giữ cho hành động luôn phù hợp với ý định và các hoàn cảnh thay đổi trên hành trình. Quy luật hành động cũng có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển cá nhân. Thông qua hành động, chúng ta gặp phải những cơ hội học hỏi và thách thức giúp mài dũa kỹ năng, mở rộng hiểu biết và tăng cường khả năng chịu đựng của mình. Sự học hỏi từ trải nghiệm này là vô giá, đóng góp vào quá trình phát triển của chúng ta như những cá nhân có khả năng tự định hình số phận. Nguyên tắc này còn mở rộng ảnh hưởng đến lĩnh vực chung, khuyến khích những nỗ lực hợp tác và phong trào tập thể. Khi các cá nhân cùng hành động vì một mục tiêu chung, tiềm năng cho sự thay đổi có tác động lớn hơn nhiều, minh chứng cho sức mạnh biến đổi của nỗ lực phối hợp. Quy luật hành động là một ngọn đèn dẫn đường giúp chúng ta hiện thực hóa tiềm năng của mình. Nó nhắc nhở rằng con đường đến thành công được xây dựng từ những hành động cụ thể. Mỗi bước đi là một tuyên bố về cam kết của chúng ta với những ước mơ. Chương 10. Quy luật kiên nhẫn. Quy luật kiên nhẫn nhấn mạnh đức tính kiên nhẫn như một sức mạnh chuyển hóa trong việc hiện thực hóa ước mơ và điều hướng những phức tạp của cuộc sống. Nó cho thấy rằng trong khi chúng ta hành động và nỗ lực, kiên nhẫn đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh bản thân với nhịp điệu tự nhiên của vũ trụ, đảm bảo rằng những nỗ lực của chúng ta sẽ đạt được kết quả vào thời điểm thích hợp. Quy luật kiên nhẫn dạy chúng ta tầm quan trọng của việc đón nhận hành trình với một tâm hồn bình an, hiểu rằng sự trưởng thành của ước mơ và mục tiêu thường đòi hỏi một giai đoạn chờ đợi và phát triển. Nguyên tắc này khuyến khích chúng ta xem kiên nhẫn không phải là sự chờ đợi thụ động, mà là một trạng thái chủ động của sự chuẩn bị, phát triển và điều chỉnh với những lực lượng điều phối thời gian của các sự kiện và cơ hội. Để sống theo quy luật này, chúng ta cần nuôi dưỡng sự bình yên bên trong và tin tưởng vào quá trình của cuộc sống. Điều này đòi hỏi chúng ta quyết tâm giữ vững trước những trì hoãn và thử thách, duy trì sự tập trung và tận tâm, trong khi buông bỏ nhu cầu kiểm soát thời gian của kết quả. Cách tiếp cận này biến hành trình của chúng ta thành những giai đoạn quý báu của sự tự phản ánh, học hỏi và phát triển. Áp dụng quy luật kiên nhẫn vào cuộc sống hàng ngày mời gọi chúng ta trân trọng khoảnh khắc hiện tại, nhận ra vẻ đẹp và những bài học mà nó mang lại. Nó dạy chúng ta thưởng thức từng bước trên hành trình, hiểu rằng mỗi giai đoạn đều có ý nghĩa và đóng góp vào sự sẵn sàng của chúng ta cho những thành tựu và phước lành trong tương lai. Hơn nữa, quy luật này làm sáng tỏ mối liên hệ chặt chẽ giữa kiên nhẫn với các đức tính khác như sự kiên cường, bền bỉ và niềm tin. Những phẩm chất này cùng nhau củng cố tinh thần của chúng ta, trang bị cho chúng ta khả năng điều hướng những thăng trầm của cuộc sống với sự duyên dáng và quyết tâm. Quy luật kiên nhẫn cũng mang lại một sự thay đổi quan điểm về bản chất của các trở ngại và sự chậm trễ. Thay vì coi chúng là những rào cản, chúng ta học cách nhìn nhận chúng như những cơ hội để phát triển và hoàn thiện những yếu tố cần thiết cho sự chuẩn bị cho thành công trong tương lai. Nguyên tắc này còn mở rộng trí tuệ của nó vào các mối quan hệ với người khác, khuyến khích lòng thấu cảm và sự thấu hiểu, nhận ra rằng mỗi người đều đang trên hành trình riêng của họ. Chúng ta học cách mở rộng sự kiên nhẫn và lòng trắc ẩn đối với những người xung quanh, từ đó xây dựng những kết nối sâu sắc hơn và một cộng đồng hỗ trợ. Quy luật kiên nhẫn là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng
về sức mạnh trong sự kiên trì lặng lẽ và giá trị của việc tin tưởng vào thời gian của cuộc sống. Nó mời gọi chúng ta rèn luyện kiên nhẫn như một người bạn đồng hành trên hành trình, đảm bảo với chúng ta rằng những tầm nhìn và nỗ lực của chúng ta sẽ đạt được sự thành tựu vào đúng thời điểm. Chương 11. Quy luật kiên trì. Quy luật kiên trì nhấn mạnh sức mạnh của sự bền bỉ và cam kết lâu dài trong việc theo đuổi mục tiêu và ước mơ của chúng ta. Nó cho thấy rằng thành công và sự thỏa mãn thường là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ và sự cống hiến không lay chuyển, ngay cả khi đối mặt với khó khăn hay tiến độ chậm chạp. Quy luật kiên trì là minh chứng cho sức mạnh tinh thần của con người, tôn vinh ý chí, tiếp tục tiến lên bất chấp những trở ngại. Nó như một ngọn đèn sáng soi đường cho những ai dám theo đuổi ước mơ với sự kiên định. Quy luật này dạy rằng con đường đến những thành tựu lớn thường không thẳng tắp hay dễ dàng, mà đầy dẫy những thách thức và thất bại, thử thách sự quyết tâm và buộc ta phải tăng cường cam kết với mục tiêu của mình. Để chấp nhận quy luật kiên trì, chúng ta cần có một tâm thế vững vàng dựa trên sự kiên cường và lạc quan. Điều này đòi hỏi chúng ta phải nhận ra giá trị của chính quá trình theo đuổi mục tiêu, tìm thấy ý nghĩa và sự phát triển qua những thử thách trên đường đi. Cam kết không lay chuyển này biến cách chúng ta nhìn nhận trở ngại, coi chúng không phải là chướng ngại vật mà là những bước đệm giúp ta mạnh mẽ và khôn ngoan hơn. Áp dụng quy luật kiên trì vào cuộc sống hàng ngày có nghĩa là chúng ta cần có thái độ chủ động đối với mục tiêu của mình, kiên trì hành động và tiến bộ dù chỉ là từng bước nhỏ. Nó nhấn mạnh rằng chúng ta cần phải duy trì một nhịp độ phù hợp với bản chất lâu dài của những thành tựu thực sự, thay vì chỉ chạy theo những thỏa mãn tức thì. Hơn nữa, quy luật kiên trì nhấn mạnh tầm quan trọng của sự linh hoạt và học hỏi. Nó khuyến khích chúng ta luôn sẵn lòng lắng nghe phản hồi và điều chỉnh, hiểu rằng con đường đến thành công thường là quá trình thử nghiệm và cải thiện. Sự linh hoạt này đảm bảo rằng sự kiên trì của chúng ta không phải là sự cứng đầu mù quáng, mà là một hành trình theo đuổi mục tiêu có sự hiểu biết và linh hoạt. Ảnh hưởng của quy luật này không chỉ giới hạn ở thành tựu cá nhân mà còn lan tỏa đến toàn xã hội. Những người kiên trì sẽ truyền cảm hứng cho những người xung quanh, đặt ra tiêu chuẩn về sự cống hiến và kiên cường, từ đó nâng cao cả cộng đồng và thúc đẩy một văn hóa của sự bền bỉ và xuất sắc. Quy luật kiên trì là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng thành quả lao động của chúng ta không chỉ đến từ cường độ của nỗ lực mà còn từ thời gian và sự nhất quán trong hành động. Nó tôn vinh lòng can đảm để tiếp tục, sức mạnh để chịu đựng và niềm tin vào sự thực hiện cuối cùng của ước mơ. Chương 12. Quy luật thích nghi. Quy luật thích nghi nhấn mạnh tầm quan trọng của sự linh hoạt và khả năng điều chỉnh trước những thay đổi trong hoàn cảnh và môi trường. Nó khẳng định rằng sự tồn tại, phát triển và thành công cuối cùng trong bất kỳ nỗ lực nào đều phụ thuộc vào khả năng thích ứng với những biến động không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Quy luật thích nghi tôn vinh khái niệm rằng sự kiên cường và khả năng tìm cách xoay chuyển tình thế khi đối mặt với thay đổi là những phẩm chất vô cùng quan trọng, dẫn đến sự sáng tạo, tiến hóa và đạt được mục tiêu. Nguyên tắc này nhấn mạnh rằng thay đổi là một phần không thể tách rời của cuộc sống, trong tự nhiên, trong cuộc sống cá nhân hay trong các cấu trúc xã hội. Thay đổi thúc đẩy sự tiến bộ và chuyển đổi của mọi thứ. Để chấp nhận quy luật thích nghi, chúng ta cần nhận thức rằng sự biến đổi là không ngừng và chuẩn bị sẵn sàng để điều hướng nó với sự duyên dáng và linh hoạt. Để phù hợp với quy luật này, chúng ta cần rèn luyện một tâm thế chào đón sự thay đổi thay vì sợ hãi nó. Điều này đòi hỏi phải phát triển sự linh hoạt bên trong, sẵn sàng xoay chuyển khi con đường bị chặn và chấp nhận những cơ hội mới nảy sinh từ những hoàn cảnh không ngờ tới. Một tâm thế như vậy phát triển dựa trên sự tò mò và cởi mở, coi mỗi sự thay đổi trong hiện trạng như một cơ hội
để học hỏi, phát triển và tinh chỉnh con đường của mình, áp dụng quy luật thích nghi vào cuộc sống, đòi hỏi chúng ta rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề và sự sáng tạo. Nó đòi hỏi tư duy sáng tạo và sẵn sàng thử nghiệm với những giải pháp, chiến lược và góc nhìn mới. Sự linh hoạt này đảm bảo rằng chúng ta không bị ràng buộc cứng nhắc vào một hướng đi duy nhất, mà sẵn sàng khám phá những con đường thay thế để đạt được mục tiêu của mình. Hơn nữa, quy luật này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiên cường về mặt cảm xúc, khả năng kiểm soát cảm xúc và duy trì một thái độ tích cực khi đối mặt với thay đổi là điều vô cùng quan trọng. Điều này giúp chúng ta đối mặt với các sự chuyển đổi và thử thách với một thái độ cân bằng và xây dựng, tạo điều kiện cho sự thích nghi dễ dàng hơn và giảm bớt căng thẳng liên quan đến thay đổi. Quy luật thích nghi cũng có những tác động sâu sắc đến cách chúng ta tương tác và hợp tác với người khác trong một thế giới luôn thay đổi nhanh chóng và đa dạng về quan điểm, khả năng thích ứng, thúc đẩy sự hài hòa, hiểu biết và làm việc nhóm hiệu quả. Nó khuyến khích một văn hóa của sự linh hoạt và hỗ trợ lẫn nhau, nâng cao khả năng tập thể của chúng ta để điều hướng những phức tạp của cuộc sống hiện đại. Quy luật thích nghi là một hướng dẫn để phát triển trong một thế giới luôn thay đổi. Nó nhắc nhở chúng ta rằng khả năng thích nghi không chỉ để tồn tại mà còn để phát triển mạnh mẽ, là một trong những tài sản quý giá nhất của chúng ta. Chương 13. Quy luật vượt qua. Quy luật vượt qua là một quy luật mạnh mẽ, nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng hồi phục nhanh chóng sau những khó khăn, trở ngại hoặc bất kỳ dạng áp lực nào. Nó làm nổi bật rằng bên trong mỗi con người tồn tại một tinh thần bất khuất, một nguồn sức mạnh giúp chúng ta đối mặt với thách thức, học hỏi từ chúng và trở nên mạnh mẽ hơn. Quy luật vượt qua là minh chứng cho khả năng con người chịu đựng, thích nghi và cuối cùng là phát triển trong bất kể hoàn cảnh nào. Trọng tâm của nguyên tắc này là sự thừa nhận rằng cuộc sống với vô vàn phức tạp sẽ không tránh khỏi việc đưa chúng ta vào những thử thách và khó khăn. Tinh túy của sự vượt qua không nằm ở việc tránh né các thách thức, mà ở việc đối diện với chúng bằng lòng dũng cảm, học hỏi từ chúng và sử dụng chúng như những bước đệm để phát triển. Quy luật này dạy chúng ta rằng mỗi trở ngại mà chúng ta vượt qua đều góp phần vào sức mạnh của chúng ta và trang bị cho chúng ta sự khôn ngoan để đối mặt với những thử thách trong tương lai. Để hiện thực hóa quy luật vượt qua, cần phải xây dựng một tâm lý coi nghịch cảnh như một phần không thể thiếu của trải nghiệm con người, là chất xúc tác cho sự phát triển và chuyển hóa cá nhân. Quan điểm này khuyến khích chúng ta chủ động đối mặt với những thách thức, nuôi dưỡng tinh thần kiên trì và quyết tâm. Áp dụng nguyên tắc này vào cuộc sống đòi hỏi chúng ta phải cam kết chăm sóc bản thân và tự nhận thức, hiểu rõ giới hạn cảm xúc và thể chất của mình, cũng như biết khi nào cần tìm sự hỗ trợ là những yếu tố quan trọng để xây dựng khả năng vượt qua khó khăn. Nó đòi hỏi chúng ta phát triển các chiến lược đối phó giúp duy trì sức khỏe của mình để cho phép chúng ta vượt qua những giai đoạn khó khăn một cách nhẹ nhàng. Hơn nữa, quy luật vượt qua nhấn mạnh giá trị của cộng đồng hỗ trợ, kết nối với những người cung cấp sự động viên, thấu hiểu và đồng cảm sẽ giúp chúng ta có thêm sức mạnh để vượt qua những trở ngại. Quy luật này cũng làm nổi bật rằng mặc dù sự vượt qua là một hành trình cá nhân, nó được nuôi dưỡng và tăng cường trong bối cảnh các mối quan hệ và trải nghiệm chung. Quy luật này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự linh hoạt và khả năng thích nghi, những đặc điểm giúp chúng ta điều chỉnh chiến lược và góc nhìn khi hoàn cảnh thay đổi. Bằng cách luôn sẵn sàng học hỏi và tiếp cận mới, chúng ta đảm bảo rằng sự kiên cường của mình không phải là một phẩm chất tĩnh mà là một lực động liên tục phát triển cùng chúng ta. Tóm lại, quy luật vượt qua soi sáng khả năng phi thường của con người trong việc chịu đựng nghịch cảnh và trở nên mạnh mẽ hơn. Nó tôn vinh sự kiên cường của tinh thần con người, thúc giục chúng ta khai thác khả năng
vượt qua khó khăn bẩm sinh của mình khi điều hướng những thăng trầm của cuộc sống. Chương 14. Quy luật hài hòa. Quy luật hài hòa làm sáng tỏ sự kết nối và cân bằng nội tại của vũ trụ, khuyến khích một trạng thái hòa hợp và đồng điệu trong chính bản thân chúng ta và với thế giới xung quanh. Quy luật này gợi ý rằng để đạt được sự bình an, thành công và thỏa mãn thực sự, chúng ta cần phải làm cho giá trị nội tại và hành động của mình đồng nhất với trật tự của vũ trụ và các quy luật tự nhiên, tạo ra một bản hòa tấu của sự tồn tại nơi mọi yếu tố đều cùng tồn tại trong sự hòa hợp hoàn hảo. Trung tâm của quy luật này là hiểu rằng hài hòa không chỉ đơn thuần là sự vắng bóng của xung đột mà là sự hiện diện của sự cân đối và đồng thuận tích cực. Nó khuyến khích chúng ta nuôi dưỡng sự tĩnh lặng và cân bằng bên trong, đảm bảo rằng suy nghĩ, cảm xúc và hành động của chúng ta đồng điệu với bản thân cao nhất và mục đích của mình. Sự hài hòa bên trong này lan tỏa ra bên ngoài, ảnh hưởng đến môi trường và các mối quan hệ của chúng ta, thu hút những hoàn cảnh phù hợp với trạng thái tồn tại của chúng ta. Để tích hợp quy luật hài hòa vào cuộc sống, điều cần thiết là thực hành sự tỉnh thức trong việc tự phản chiếu, liên tục điều chỉnh bản thân với bản chất cốt lõi của mình và nhịp điệu của thế giới tự nhiên. Quá trình này bao gồm việc nhận diện và loại bỏ những yếu tố bất hòa trong tâm trí như sợ hãi, oán giận hoặc mâu thuẫn, từ đó thúc đẩy trạng thái nhất quán bên trong và bên ngoài. Chấp nhận quy luật này cũng có nghĩa là tích cực tìm kiếm sự cân bằng trong các hoạt động hàng ngày, các mối quan hệ và các mục tiêu của chúng ta. Điều này đòi hỏi chúng ta phải tạo ra không gian cho sự tĩnh lặng và suy tư giữa sự ồn ào, đảm bảo rằng những cam kết của chúng ta mang tính nuôi dưỡng và phù hợp với giá trị của mình và nuôi dưỡng những mối quan hệ, hỗ trợ sự phát triển và hiểu biết lẫn nhau. Hơn nữa, quy luật hài hòa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sống theo nhịp điệu và chu kỳ tự nhiên bằng cách điều chỉnh bản thân với những mô hình toàn cầu này. Chúng ta có thể điều hướng cuộc sống một cách dễ dàng và trôi chảy hơn, đưa ra các quyết định và thực hiện các hành động đồng điệu với thời điểm và trật tự tối ưu của sự tồn tại. Quy luật này cũng đề cao sự hài hòa trong sự đa dạng, công nhận sức mạnh và vẻ đẹp nằm trong các biểu hiện đa dạng của sự sống. Nó dạy chúng ta trân trọng và tôn vinh những khác biệt, hiểu rằng mỗi cá nhân, văn hóa và sinh vật đều đóng góp một cách độc đáo vào bức tranh vũ trụ, làm phong phú thêm trải nghiệm chung. Quy luật hài hòa mời gọi chúng ta tưởng tượng cuộc sống của mình như một bản giao hưởng tuyệt đẹp, nơi mỗi suy nghĩ, lời nói và hành động đều góp phần tạo nên một cuộc sống hài hòa và cân bằng. Nó nhắc nhở chúng ta rằng bằng cách đồng điệu thế giới bên trong với vũ trụ bên ngoài, chúng ta có thể đạt được trạng thái bình an và thỏa mãn lan tỏa qua mọi khía cạnh của cuộc sống. Chương 15. Quy luật biết ơn. Quy luật biết ơn là một nguyên tắc phong phú ca ngợi sức mạnh chuyển hóa của lòng biết ơn trong việc nâng cao trải nghiệm sống của chúng ta, thu hút sự dồi dào và tạo dựng mối liên kết sâu sắc với bản chất của cuộc sống. Quy luật này cho rằng khi ta chân thành, trân trọng những phước lành trong cuộc sống, điều đó sẽ trở thành một nam châm hút về nhiều điều tốt đẹp hơn, làm gia tăng những điều tốt đẹp xung quanh ta. Quy luật này dựa trên tiền đề rằng lòng biết ơn không chỉ là một phản ứng cảm xúc đơn thuần mà còn là một năng lượng động. Khi được biểu lộ chân thành, lòng biết ơn có khả năng thay đổi góc nhìn của ta, biến đổi những trải nghiệm và mở ra những cánh cửa dẫn đến vô số cơ hội. Khi chúng ta tập trung vào những điều tốt đẹp của hiện tại, chúng ta vượt qua những giới hạn của mong muốn và sự không hài lòng, nuôi dưỡng một trạng thái thỏa mãn và niềm vui lan tỏa khắp con người ta. Để thực hiện quy luật biết ơn, ta cần thay đổi có chủ đích từ việc tập trung vào những gì còn thiếu sang nhận ra sự dồi dào đã tồn tại trong cuộc sống của mình. Sự thay đổi này đòi hỏi ta phải rèn luyện thói quen nhận biết
và trân trọng những niềm vui đơn giản, những bài học từ khó khăn và những điều kỳ diệu hàng ngày mà ta thường bỏ qua. Bằng cách công nhận và tôn vinh những điều này, chúng ta tạo ra một môi trường nơi mà sự tích cực phát triển mạnh mẽ. Việc tích hợp nguyên tắc này vào thói quen hàng ngày có thể đơn giản như việc giữ một cuốn nhật ký biết ơn, bày tỏ lòng cảm kích trước bữa ăn, hoặc dành thời gian mỗi ngày để suy ngẫm về những điều mà ta thực sự biết ơn. Những thực hành này không chỉ nâng cao hạnh phúc của chính ta mà còn lan tỏa năng lượng tích cực và lòng tốt, làm giàu cuộc sống của những người xung quanh. Hơn thế nữa, quy luật biết ơn còn là cầu nối với các quy luật khác của vũ trụ, nâng cao ảnh hưởng và hiệu quả của chúng trong cuộc sống của ta. Lòng biết ơn làm tăng sức mạnh của quy luật hấp dẫn, thu hút những mối quan hệ hài hòa theo quy luật hài hòa và mở rộng trái tim ta đón nhận những bài học và cơ hội phát triển từ quy luật thử thách. Nguyên tắc này cũng nhấn mạnh sự kết nối giữa mọi thứ, nhắc nhở ta rằng lòng biết ơn không chỉ hướng tới những phước lành vật chất mà còn dành cho con người, những trải nghiệm và thế giới tự nhiên. Tất cả đều góp phần tạo nên sự phong phú trong cuộc sống. Khi bày tỏ lòng biết ơn, ta thừa nhận vai trò của mình trong mạng lưới cuộc sống rộng lớn, nuôi dưỡng cảm giác đoàn kết và thuộc về. Quy luật biết ơn là ngọn đèn soi sáng, dẫn dắt chúng ta tới một cuộc sống tràn đầy niềm vui, dồi dào và viên mãn. Nó dạy chúng ta rằng, khi biết trân trọng những gì mình có, ta đang mở đường cho nhiều phước lành khác bước vào cuộc sống của mình. Chương 16. Quy luật hợp nhất. Ở đỉnh cao của cuộc hành trình khám phá qua các nguyên tắc của vũ trụ, chúng ta đến với quy luật hợp nhất. Quy luật cuối cùng này thể hiện tinh hoa của sự kết nối và tính toàn vẹn, thấm nhuần toàn bộ sự tồn tại. Nó khẳng định rằng tất cả sự sống được kết nối chặt chẽ, không chỉ với nhau mà còn với vũ trụ rộng lớn, tạo nên một mạng lưới phức tạp nhưng hài hòa của các mối quan hệ, là nền tảng cho mọi thực tại. Quy luật hợp nhất tiết lộ rằng ở cốt lõi của mọi thứ là một bản chất chung, một năng lượng hợp nhất kết nối sự đa dạng của các hình thức, trải nghiệm và tồn tại thành một tổng thể gắn kết. Nguyên tắc này mời gọi chúng ta nhận ra bản thân mình trong mọi thứ xung quanh, thấy được sự phản chiếu của mình ở người khác và hiểu rằng hành động của chúng ta lan tỏa qua không gian rộng lớn của vũ trụ, ảnh hưởng đến mạng lưới sự sống theo những cách sâu sắc. Nó kêu gọi chúng ta mở rộng nhận thức, vượt qua những ảo tưởng về sự tách biệt và cá nhân, khuyến khích chúng ta nhận ra bản sắc tập thể và vai trò của mình trong vũ điệu vũ trụ rộng lớn. Sống hài hòa với quy luật hợp nhất là hiện thân của lòng trắc ẩn, sự đồng cảm và ý thức sâu sắc về trách nhiệm đối với hành tinh và mọi sinh vật. Nó khuyến khích chúng ta hành động với lòng tốt và sự quan tâm, hiểu rằng những gợn sóng từ hành động của mình lan rộng, ảnh hưởng đến sự cân bằng mong manh của trật tự vũ trụ. Việc tích hợp quy luật này vào cuộc sống đòi hỏi chúng ta phải nuôi dưỡng tinh thần hợp tác và cộng tác. Nó mời gọi chúng ta phá bỏ rào cản, tôn vinh sự đa dạng như những biểu hiện của bản chất đa diện của cái một, và làm việc vì lợi ích chung, nhận ra rằng sự thịnh vượng của người khác cũng chính là sự thịnh vượng của chúng ta. Hơn nữa, quy luật hợp nhất chiếu sáng con đường dẫn đến sự bình yên và giác ngộ nội tâm bằng cách loại bỏ cái tôi, từ bỏ những câu chuyện về sự tách biệt và cạnh tranh. Chúng ta mở rộng trái tim mình với tình yêu và trí tuệ vô hạn, từ sự hiểu biết về sự thống nhất của chúng ta với tất cả mọi thứ. Nguyên tắc này cũng có ý nghĩa sâu sắc đối với việc chữa lành cả cá nhân và hành tinh. Nhận thức về sự kết nối giữa sức khỏe của chúng ta với sức khỏe của môi trường và xã hội đòi hỏi các phương pháp tiếp cận toàn diện đối với sức khỏe, tôn trọng sự phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các dạng sống. Về bản chất, quy luật hợp nhất là lời kêu gọi thức tỉnh về sự thật của sự tồn tại của chúng ta, rằng chúng ta đều là một phần của một mạng lưới cuộc sống tuyệt vời
và tinh tế, mỗi người trong chúng ta là một sợi chỉ trong tấm thảm vũ trụ. Nó thúc giục chúng ta sống với sự nhận thức, lòng trắc ẩn và cam kết sâu sắc đối với phúc lợi của toàn thể, hướng dẫn chúng ta thực hiện những hành động phản ánh kết nối bẩm sinh của mình với tất cả những gì tồn tại. Khi chúng ta kết thúc hành trình khám phá các quy luật của vũ trụ, hãy để quy luật hợp nhất truyền cảm hứng cho chúng ta phát triển một nhận thức ôm chọn sự thống nhất, sống theo cách tôn vinh mối liên hệ sâu sắc của chúng ta với nhau và vũ trụ, và hành động như những người bảo vệ mạng lưới cuộc sống thiêng liêng, trân trọng và nuôi dưỡng nó cho các thế hệ tương lai. Quy luật cuối cùng này là lời nhắc nhở về sự thật tối thượng, tạo nên nền tảng của sự tồn tại, sự thống nhất vĩnh cửu, không thể phủ nhận của tất cả. Hãy suy ngẫm về những quy luật này và liên hệ chúng với những cá nhân có tầm ảnh hưởng mà bạn ngưỡng mộ. Hãy xem xét những chiến lược mà bạn cần áp dụng trong cuộc sống của mình để đạt được thành công. Cuốn sách gốc còn chứa nhiều quy luật hơn, nhưng điều quan trọng là hãy tin tưởng vào chính mình. Bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và cuộc sống của bạn sẽ tốt đẹp hơn khi bạn bắt đầu áp dụng những quy luật này vào thực tế. Cảm ơn bạn đã lắng nghe bản tóm tắt về cuốn sách 23 quy luật của cuộc sống. Chúng tôi hy vọng những thông tin này sẽ mang lại cho bạn những ý tưởng mới mẻ và giá trị. Hãy nhớ rằng, sức mạnh không chỉ đến từ sự kiểm soát, mà còn từ sự hiểu biết sâu sắc về mối quan hệ và hành vi con người. Bằng cách áp dụng những quy luật này một cách thông thái và có đạo đức, bạn có thể dẫn dắt bản thân đến sự thành công và tạo ra ảnh hưởng tích cực. Nếu bạn thấy bản tóm tắt này hữu ích, hãy đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những tóm tắt sách và nội dung sâu sắc khác. Đừng quên nhấn like, chia sẻ với bạn bè và bình luận suy nghĩ của bạn. Hãy tiếp tục học hỏi, phát triển và vươn tới sự vĩ đại. Cảm ơn bạn đã ủng hộ và hẹn gặp lại bạn trong bản tóm tắt tiếp theo. Sách tóm tắt. Chúc bạn thành công!